KD Anime Shop nhiều ưu đãi, hỗ trợ tận răng. Mua hàng ủng hộ tụi mình bằng link shop mình để ở dưới phần mô tả và bình luận của video nha. Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh KD Anime. Càng vào những chặng cuối, bức màn sương bao phủ xung quanh Black Organization càng dần được xua tan, hé lộ những tình tiết lý thú và đầy bất ngờ xung quanh tổ chức tội phạm có quy mô rộng khắp toàn thế giới. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, ngoại trừ cái tên và một vài thông tin cá nhân, những gì chúng ta biết được về Karasuma Renza, ông trùm đứng đằng sau điều khiển bọn chúng, vẫn còn là một ẩn số. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng KD Anime giải mã Karasuma và những tham vọng đáng sợ của ông ta ẩn sau việc thành lập tổ chức áo đen nha. Giờ thì KD go! 1. Karasuma Renza là ai? Theo những thông tin ít ỏi mà thám tử Senma Furuzo thu thập được, Karasuma Renza là đại triệu phú đã chết một cách bí ẩn vào nửa thế kỷ trước. Ông ta sở hữu một tòa lâu đài khổng lồ mang tên biệt thự Hoàng Hôn, nằm trên một ngọn núi hoang vu hẻo lánh, nơi từng xảy ra vụ tàn sát đẫm máu giữa những người nổi tiếng của giới tài chính khoảng 40 năm trước. Biểu tượng của Karasuma Renza là một con quạ đen cuộn tròn. Hình ảnh này được khắc trên hầu hết những đồ vật trong biệt thự, từ bát đĩa, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, quân cờ cho đến cả lá bài. Biểu tượng trên còn khiến chúng ta liên tưởng đến tổ chức tội phạm mà ông ta đứng sau điều khiển. Dễ dàng thấy được mỗi khi những thành viên của bọn chúng ra mặt, hình ảnh quạ đen cũng ngay lập tức xuất hiện. Về ngoại hình, Karasuma Renza là một người đàn ông cao tuổi, to béo, mũi quặp, tay chống gậy và có một con quạ đậu trên vai. Cho tới thời điểm hiện tại, ông ta có lẽ đã sống đến hơn 140 năm, một độ tuổi gần như không thể chạm ngưỡng của người bình thường. Để có thể duy trì sự sống lâu như vậy, chắc chắn Karasuma đã phải nhờ đến tác động bên ngoài, cụ thể hơn là một phương pháp, liệu trình hoặc là một loại thuốc nào đó. Điều này liên quan mật thiết đến công trình nghiên cứu mà ông bà Miyano dày công phát triển. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại thì tác giả Aoyama vẫn chưa đưa ra bất kỳ lời giải thích nào thỏa đáng. Theo lời của Yusaku, Karasuma Renza là người có quyền lực cao nhất Nhật Bản, là kẻ không dễ đối phó với bất cứ cá nhân hay tổ chức chính nghĩa nào. Ông ta được cho là người sở hữu khối tài sản khủng nhất Detective Conan, thì sẵn sàng biến biệt thự vàng ròng thành hiện trường đẫm máu rồi bỏ hoang không đụng tới, hay chi ra một khoản tiền khổng lồ để phát triển công trình nghiên cứu thuốc của gia đình Miyano. Chỉ tính riêng chuyện Karasuma đứng sau điều khiển cả một tổ chức tội phạm quy mô rộng lớn như là Black Organization là đã thấy thân thế và quyền lực của ông ta thuộc dạng không thể nào coi thường. 2. Những lần xuất hiện trong series. Vụ án biệt thự Hoàng Hôn. Karasuma Renza xuất hiện lần đầu tiên trong vụ án biệt thự Hoàng Hôn qua lời kể của thám tử Senma Fujiro. Thông qua một con mannequin gắn loa, Senma kể cho những người có mặt tại buổi tiệc hôm đó về Karasuma, thân thế của ông ta và cả thảm kịch đẫm máu từng xảy ra vào lễ tưởng niệm 40 năm trước. Cho đến nay, biệt thự Hoàng Hôn vẫn là vụ án hé lộ thông tin nhiều nhất về Karasuma. Nhưng tất nhiên, ở thời điểm chương truyện này ra mắt, không ai nghĩ rằng một nhân vật dường như chẳng liên quan đến cốt truyện chính lại đóng vai trò quan trọng đến như vậy. Vụ án tiệc Halloween trái mùa. Mặc dù là chùm cuối của tổ chức áo đen, Karasuma Renza lại chưa bao giờ được xác nhận xuất hiện chính thức trong toàn bộ series, mà chỉ gián tiếp thông qua suy nghĩ, lời kể của các nhân vật khác hoặc qua những dòng tin nhắn. Lần xuất hiện thoáng qua ở cuối vụ án tiệc Halloween trái mùa cũng vậy. Ông ta đã trực tiếp ra lệnh cho Vermouth qua điện thoại sau khi kế hoạch đổ bể. Có vẻ như cô đã quá tự do rồi, hãy về chỗ ta ngay, Vermouth. Chi tiết này càng chứng minh mối quan hệ thân cận giữa phù thủy nghìn mặt và Karasuma. Tuy nhiên, việc Vermouth quan trọng thế nào với ông ta thì vẫn còn là một bí ẩn chưa có lời giải. Vụ án đi tìm Maria. Sau một thời gian dài úp mở, tác giả Aoyama cuối cùng cũng chính thức xác nhận Karasuma Renza là kẻ đứng sau điều khiển tổ chức áo đen ở phần cuối tập phim Đi tìm Maria. Dựa vào di ngôn Haneda Koji để lại hiện trường vụ án mạng 17 năm trước, ông đã thảo luận với đặc vụ FBI Akai Shiuchi và cùng anh ta đưa ra lời giải thích hợp lý nhất. Tất cả những ký tự biến mất khỏi chiếc gương sau khi ghi chép lại nhằm ám chỉ một người duy nhất, đó chính là Karasuma, kẻ được coi là nắm giữ quyền lực cao nhất đất nước mặt trời mọc. Yusaku sau đó đã nhanh chóng quyết định ở lại Nhật Bản để sát cánh cùng con trai, đủ hiểu thế lực do ông ta điều khiển to lớn và đáng sợ cỡ nào. Những lần xuất hiện khác. Ngoài những màn xuất hiện trên, Karasuma Renza còn từng được đề cập một vài lần trong các trí tưởng tượng của Conan hoặc Haibara. Ví dụ như trong tập phim Nghịch âm của cây đàn Stradivarius, yêu cầu kỳ lạ của một gia đình, diễn viên đóng thế, mồi lửa rơi xuống trang trại hay show suy luận trên TV của Kudo Yusaku. Tuy nhiên, những lần xuất hiện này của ông ta không mang lại quá nhiều thông tin đáng giá cho độc giả vì nhân dạng của Karasuma khi ấy vẫn chỉ là một cái bóng. Thời gian gần đây, màn ra mắt của một vài nhân vật bí ẩn được cho là ông trùm của tổ chức cũng khiến các fan dấy lên nhiều nghi ngờ. Tuy nhiên, tất cả mới chỉ dừng lại ở giả thuyết. 3. Gợi ý từ tác giả, bài đồng dao Nanatsu no Ko. Như chúng mình đã đề cập ở phần trước, sau khi kế hoạch thủ tiêu series thất bại, Karasuma đã gửi cho Vermouth một tin nhắn yêu cầu bà ta trở về tổ chức ngay lập tức. Âm thanh phát ra từ bàn phím lúc ấy của Vermouth vô tình bị Conan đang giả vờ bất tỉnh bên cạnh nghe được. Sau một hồi tìm hiểu, cậu ta suy ra các thành viên của tổ chức đã thống nhất ghi nhớ địa chỉ mail của Boss bằng âm thanh.
cụ thể dựa theo giai điệu bài đồng dao nổi tiếng Nanatsu no Ko để giảm thiểu khả năng bị lộ tẩy. Từ đó Conan tìm được dãy số thăng 969 thăng 6261. Rất có thể đây là một đầu mối quan trọng giúp cậu đến gần hơn với mục tiêu của mình. Tựa đề Nanatsu no Ko có thể dịch là 7 chú quạ con hoặc 7 đứa trẻ. Kết hợp với câu hát thứ hai trong bài, ở trên núi, quạ mẹ nuôi nấng 7 đứa con đáng yêu, chúng ta có thể suy ra quạ mẹ ở đây chính là Karasuma, còn 7 chú quạ con lần lượt là Ram, Jin, Vodka, Vermao, Chianti, Khôn và một nhân vật nữa rất có thể ở vị trí ngang hàng với Number 2. Mặt khác, lời đồng dao còn nhắc đến tổ cũ trên núi, câu hát này dường như đang ám chỉ biệt thự Hoàng Hôn, nơi từng diễn ra cuộc thảm sát đẫm máu giữa các chính trị gia quyền lực. Đặc biệt, địa điểm này còn nằm ở vùng núi hoang vu, hẻo lánh, ít người qua lại, trùng khớp với những chi tiết được đề cập trong lời bài hát. Có thể thấy, tác giả Aoyama đã hé lộ khá nhiều gợi ý về ông trùm trong giai đoạn này. Thế nhưng để liên tưởng và kết nối với một nhân vật xuất hiện đúng một lần cách đó hơn 100 cháp thì lại là một việc không hề đơn giản. Di ngôn của Haneda Koji. Ngoại trừ bài đồng dao Nanatsu no Ko, chi tiết mấu chốt khác bật mí thông tin về Karasuma là di ngôn của Haneda Koji, kỳ thủ Sogi tài năng đã bị Ram sát hại vào 17 năm trước. Theo những thông tin được phó chủ nhiệm Wakasa Rumi đăng tải trên mạng, tại hiện trường xuất hiện một chiếc gương trang điểm bị vỡ, chỉ còn lại một vài ký tự PTON. Sau khi phá thành công vụ án liên quan đến chiếc kéo của tiến sĩ, Conan đã đặt ra giả thuyết Asaka Ram là một danh ngôn Koji để lại trước khi mất. Tuy nhiên, thám tử nhí lại vô tình điều tra lệch hướng một thời gian vì thông điệp này không mang ý nghĩa như thế. Khoảng gần 60 cháp sau đó, Yusaku mới tìm ra di ngôn thực sự. Đó là một cụm từ gồm 8 chữ cái ám chỉ đại tài phiệt Karasuma Renza. Cuối cùng, thân thế thực sự của trùm quấy cũng được bật mí. Thế nhưng bức màn sương bao phủ xung quanh nhân vật này vẫn còn quá dày, đòi hỏi Conan và những cộng sự phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong tương lai. 4. Tham vọng đáng sợ đằng sau việc thành lập tổ chức áo đen. Chắc hẳn ai trong số chúng ta cũng từng nghe qua câu nói tiền không phải là tất cả. Karasuma chính là nhân chứng sống hàng đầu của câu nói này. Ông ta sở hữu biệt thự bằng vàng nguyên khối, đồng thời đứng sau điều khiển cả một tổ chức tội phạm quy mô, nhưng chắc chắn một điều rằng khối tài sản khổng lồ kia không thể nào mua được thời gian và tuổi thọ. Karasuma nhận thức được điều này, vì thế ông ta sẵn sàng đầu tư một khoản tiền lớn vào công trình nghiên cứu của gia đình Miyano, nuôi tham vọng không tưởng về giấc mơ mang tên trường sinh bất lão. Để đạt được mục tiêu, Karasuma sẵn sàng dùng mọi chiêu trò, thủ đoạn khác nhau, trong đó độc ác nhất phải kể đến là việc thử nghiệm thuốc trên con người. Qua lời kể của Haibara, chúng liên tiếp gửi những kẻ xấu bị lựa chọn làm chuột bạch, kèm hồ sơ y tế của họ xuống phòng thí nghiệm. Tên sát nhân khét tiếng Numabuchi Kichiro cũng là một trong số đó, dù trước đây hắn từng là thành viên của tổ chức. Chi tiết này càng chứng tỏ Karasuma là một kẻ vô cùng máu lạnh, khi đã hết giá trị lợi dụng rồi thì cho dù có là đồng đội đi chăng nữa, ông ta cũng sẵn sàng hy sinh để phục vụ lợi ích cho mình. Numabuchi Kichiro chỉ là thành viên cấp thấp thì đã đành, ngay cả Vermao, người được coi là con cưng của Karasuma, cũng không thoát khỏi số phận trở thành vật thí nghiệm. Tuy vẫn chưa được tác giả xác nhận nhưng phần lớn các fan hâm mộ series đều tin rằng việc phù thủy nghìn mặt của tổ chức không hề già đi theo thời gian là có liên quan mật thiết đến tham vọng đáng sợ của ông trùm. Rất có thể bà ta cũng là một nạn nhân của Silver Bullet. Điều này giải thích lý do tại sao Vermao lại căm hận gia đình Miyano và công trình nghiên cứu của họ đến như vậy. Không chỉ biến con người thành vật thí nghiệm, Karasuma còn chỉ huy các thành viên của tổ chức thực hiện những tội ác tay chơi khác. Bọn chúng liên tục giao dịch bất chính, cướp bóc nhà băng, buôn lậu hàng cấm, thậm chí lên kế hoạch trừ khử tất cả những ai có thể trở thành mối đe dọa của tổ chức. Những việc làm vô nhân tính của Black Organization chồng chất như núi, tất cả cũng chỉ để phục vụ cho hy vọng hão huyền đưa người chết ngược dòng thời gian mà ông trùm của bọn chúng ngày đêm mơ tưởng. Thế nhưng chắc chắn trong tương lai không xa, tổ chức áo đen nói chung và Karasuma Renza nói riêng sẽ phải trả giá cho những tội ác đáng sợ của mình. Như lời Habara từng nói, "Toki no nagare ni hito wa sakaranai mono." それを無理やりねじ曲げようとすれば、人は罰を受ける。Qua những thông tin chúng ta vừa cùng nhau giải mã, có thể kết luận rằng Karasuma Renza là một tên tội phạm vô cùng nguy hiểm, là kẻ nắm giữ chiếc chìa khóa quan trọng mở ra nhiều diễn biến thú vị và hấp dẫn trong những chặng cuối của Detective Conan. Thế nhưng chúng mình tin rằng những bộ óc thiên tài bên phe trắng cũng sẽ không chịu thua, thậm chí còn nỗ lực hơn nữa trong tương lai để trở thành một đối thủ mạnh mẽ khiến cho phe đen phải dè chừng. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và bây giờ nhớ đăng ký kênh và ấn quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi KD có video mới. Đây là kênh KD Anime. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye!